Lâu rồi không trôn ổng, bữa nay mình trôn ổng tơi bời luôn cho đời bớt buồn nha mấy bà. Nhớ coi hết video nha. Gì trời? Tự nhiên đang ngồi anh gọi giật cực làm giật mình luôn gì trời? Tự nhiên thấy người ta ăn tôm, hay hôm nay mình mua tôm về luộc ăn đi vợ. Ok, đưa em 200.000 đi em làm liền cho. Này phải đặt đổi tiền chồng chứ tiền vợ đâu. Ủa thì đúng rồi, mình đang trong tiêu chí tiết kiệm mà. Bình thường chỉ được ăn bữa cơm em nấu thôi. Bữa nay muốn ăn thêm thì có thêm tiền cho. Phải thêm tiền thật á? Rồi cho anh đi. Ủa anh đi đâu hả? Thì đi kiếm tiền. Rồi rồi, tới công chuyện này. Nhìn tiền đâu? Ê, tôm của anh đây. Ai ố thì mà. Hả? Đùa. Anh đưa tiền tiền thiệt. Tôm này cho anh. Thôi không cho anh nữa, lần này là thiệt nè. Đây. Hả? Hả? Tôm đâu? Anh mua tôm luộc mà. Chứ anh nghĩ có 200 ngàn đồ ăn tôm hùm vừa phải thôi. 200 ngàn gì, có canh kim chi với lại cơm trắng thôi. Ăn không ăn nhịn.